Những ngày gần đây, người dùng mạng xã hội đi đâu cũng gặp cụm từ bất ngờ chưa bà già. Bất ngờ chưa bà già. Có nhiều người nổi tiếng cũng đã update trend mới. Tuy nhiên, không ít người biết cụm từ bất ngờ chưa bà già bắt nguồn từ đâu. Bất ngờ chưa bà già. Bất ngờ chưa ông già. Được biết, câu nói này xuất phát từ một CG các tình huống hài ngắn với chủ đề con chị ở nhà ngoan lắm của hai nữ TikToker. Nhân vật bé Bu trong CG thường xuyên gọi chị bán kính là bà già. Đồng thời, những lần gài bẫy khiến chị bán kính bất ngờ những không thể bật lại khiến khán giả phấn khích. Tuy nhiên, nguồn gốc của câu nói bất ngờ chưa bà già thực chất lại xuất phát từ chính bình luận của khán giả theo dõi các video clip này. Cụ thể, câu nói này được một số khán giả comment vào tập thứ 5 của con chị ở nhà ngoan lắm. Và sau đó, hai TikToker này đã sử dụng câu nói này trong sản phẩm tiếp theo rồi bất ngờ trở thành hot trend. Thật là vi diệu phải không các bạn? Mạnh dạn comment dạo nhiều vào nhé. Biết đâu một ngày nào đó bình luận của các bạn lại vô tình thành trò lưu mạng xã hội thì sao? Hé luôn bà già.